Trên thế giới, ước tính có hơn 200 triệu người mắc bệnh loãng xương. Cứ 3 phụ nữ trên 50 tuổi thì có một người bị gãy xương do loãng xương. Và con số này gấp 5 lần so với nam giới. Theo Hiệp hội Thấp khớp Việt Nam, ước tính đến năm 2050, số phụ nữ loãng xương từ 50 tuổi trở lên có thể sẽ là hơn 7 triệu người. Những cái người phụ nữ mà độ tuổi trung niên là những cái người mà nó có cái nguy cơ loãng xương rất là cao. Khi mà người ta đến cái giai đoạn mãn kinh thì mật độ xương không được nuôi dưỡng bởi các cái hormone sinh dục nữa, cho nên là nó gây ra một cái tình trạng là sụt giảm mật độ xương một cách đột ngột sau mãn kinh. Các chuyên gia khuyến khích mọi người, kể cả nữ giới hay nam giới, hãy kiểm tra mật độ xương định kỳ bắt đầu sau 40 tuổi. Ban ngày mà cứ làm cả ngày thì nó không sao, nhưng khi tôi cứ ngủ dậy thì chân tay chỗ nào cũng đau, phải ngồi một lúc tay nó cứ đau đấy. Bây giờ bình thường là không quay được cái tay ra. Thì thực ra đây là những cái tình trạng mà khớp nó bị tổn thương rồi, mình rất là cần đến khám và để đánh giá xem là bệnh lý nó là cái gì. Thế còn ở những cái người mà phụ nữ độ tuổi trung niên thì cái chuyện loãng xương là cái chuyện mà rất là phổ biến. Khi mà cái xương của mình nó bị loãng thì nó cũng ảnh hưởng đến các cái cấu trúc chịu lực, bao gồm cả cái gân cơ dây chằng và đặc biệt là xương. Có những dấu hiệu của loãng xương mà bạn không ngờ tới, kể cả khi bạn là một người thường xuyên tập thể dục thể thao, duy trì sức khỏe. Bệnh lý loãng xương là một cái bệnh lý rất là âm thầm, cho đến khi người ta có triệu chứng, và rõ ràng nhất đấy là khi người ta có cái hậu quả gãy xương. Tuy nhiên trước khi gãy xương thì người bệnh có thể gặp một số các cái biểu hiện, ví dụ như là đau nhức ở các cái xương dài dọc theo các cái xương, đôi khi có một số bệnh nhân là nhức mỏi tê bì kèm theo, vân vân. Cái thứ hai nữa là có một cái dấu hiệu đôi khi rất là kín đáo mọi người không để ý, đấy là giảm chiều cao, đấy là các cái thân đốt sống của chúng ta nó bị lún xẹp. Với tình trạng sức khỏe của tôi cũng muốn là bác sĩ tư vấn cách ăn uống rồi là tập luyện như nào cho nó đúng để cho nó cải thiện được sức khỏe xương khớp. Có hai cái việc mà chúng ta cần phải lưu ý. Cái thứ nhất là cái chế độ tập luyện vận động để cho cái hệ thống xương khớp của chúng ta được rèn luyện cũng như là tăng cường cái quá trình tái tạo của xương. Thế và cái thứ hai nữa là chúng ta phải liên quan đến cái việc là phải cung cấp đủ các cái khoáng chất, các cái chất cần thiết để cho tái tạo xương, ví dụ như là canxi rồi vitamin D. Tập yoga thì không tập với những động tác mạnh, cả kiểu nó cứ cảm giác nó không tự tin, nó cũng sợ, tập cũng sợ. Riêng đối với cái việc tập luyện vận động thì cái việc mà chúng ta duy trì cái cường độ vừa đủ là rất quan trọng, không quá ít, bởi vì ít quá thì nó chưa kịp có tác dụng. Nhưng ngược lại có một cái số đối tượng là chúng ta lại nhiệt tình quá thì nó lại rất có thể gây ra rất nhiều các cái biến chứng. Trong khi xương của chúng ta chưa kịp cứng thì khớp của chúng ta hỏng mất rồi. Nó lại vô hình là làm cho hệ thống dây chằng, gân, xương, khớp, sụn, vân vân của chúng ta nó lại quá tải. Các bài tập tăng cường sức mạnh rất quan trọng khi muốn tăng cường mật độ xương. Tuy nhiên, nên tập với tạ đơn, dây kháng lực hay tập luyện trên máy để giảm áp lực cường độ. Nhiều tư thế trong yoga đã được thay đổi để phù hợp với những người bị loãng xương, đặc biệt là cần tránh tập những tư thế yêu cầu uốn vặn cuộc sống hay áp lực lớn lên xương. Trong các cái trường hợp mà chúng ta bổ sung canxi thì chúng ta cũng phải lưu ý rằng là các cái chế phẩm mà có canxi hữu cơ nó sẽ có lợi cho người bệnh hơn so với canxi vô cơ. Và cái thứ hai nữa là những cái canxi bắt nguồn từ các cái thực phẩm hữu cơ của chúng ta, từ thực phẩm, từ thịt, cá, trứng, sữa và các cái loại rau củ quả thì nó cũng là những cái nguồn canxi rất là quý và có cái khả năng hấp thu vào cơ thể tốt hơn.